Mùa giải VBA 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 10 tháng 6 tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Diễn biến trực tiếp các trận tranh tài, quý vị có thể theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Tại chặng 1 của VBA 2023, các đội bóng sẽ thi đấu tập trung và điều đó cũng ảnh hưởng tới khoảng thời gian tập luyện của các câu lạc bộ. VBA 2023 chặng 1 sẽ diễn ra từ ngày 10 tới 30 tháng 6 theo hình thức thi đấu tập trung. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục các ngày trong tuần vào lúc 19:30. 7 đội bóng tranh tài sẽ có khung giờ tập luyện làm quen sân đấu khác nhau theo lịch phân bổ của ban tổ chức. Đội chủ sân sẽ tập K2 từ 10 giờ tới 11:30, trong khi đó đội khách sẽ tập ca sớm từ 8 giờ tới 9:30 sáng cùng ngày. Tại VBA, Saigon Heat đang là câu lạc bộ sở hữu lực lượng người hâm mộ cổ vũ đông đảo nhất và mới đây họ đã chứng minh điều đó. Hình ảnh những mặt trẻ mặc áo Saigon Heat cùng áo chống nắng đi khắp thủ đô và tấm biển ghi dòng chữ tuyển fan cho thấy tình yêu vô hạn của các cổ động viên dành cho đội bóng con cưng. Tình cảm cuồng nhiệt và cách thể hiện đáng yêu trên chắc chắn sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh cho các cầu thủ Saigon Heat ở chặng 1 VBA 2023 tới đây. Trong một diễn biến khác, một ngày trước khi trận đấu mở màn mùa giải VBA 2023 diễn ra, Hà Nội Buffalo cho biết đã bán hết vé. Nhà thi đấu quận Cầu Giấy với sức chứa 1.200 người trở nên quá nhỏ bé so với sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ bóng rổ thủ đô. VBA 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10 tháng 6. Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới là cuộc đụng độ giữa Hà Nội Buffalo và Saigon Heat sẽ diễn ra vào lúc 19:30.